Mời cả nhà dùng dê hấp tía tô cá tầm, ốc hương. Đây, em và sếp của em và nhân viên siêu thị đang lẩu dê cả nhà, lẩu dê cành má cả nhà. Mà dê ngon thật. Đây. Đây là món dê hấp lá tía tô. Đó. Đây là món cá tầm nướng xả ớt cho cả nhà. Đó. Đây là món ốc hương hấp xả nha. Vô cả nhà ơi, vô đi. Vô vừa lúc rồi. Vô. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật Phượng Nguyễn. Chúc mừng sinh nhật Phượng Nguyễn nha. Hy vọng năm nay Phượng sẽ may mắn, nhiều niềm vui. Ước gì được đó nha. Vô cả nhà. Đám cưới nha. Vô nhà cả nhà. Quay đâu đây. Đây. Như đâu rồi mới Như ta? Ủa Như đâu không thấy ta? Như trốn đâu trời? Như không có Như ta, kêu Như đây thấy rồi. Trời đất, Như đâu? Như thấy Như rồi. Vô đây cả nhà nha. Bye. Cảm ơn cả nhà xin con đi. Ăn